Mời gì? Chả gì cả. Hút. Này. Thế gì? Hút cái gì? Đi ngủ mày gái nằm gì? Tao ngủ gái khuya mà tao. Biết. Thôi. Nói chuyện với nhau giải quyết thêm như thế nào thôi. Không, chỉ bắt chỉ lợi dụng nó mày qua đường với nó thôi mà bây giờ mày thế nào? Mày thế nào? Tao bảo mày cút. Đi chỗ khác chơi, bước về. Anh cứ để yên bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng. Nói chuyện mày tự thấy với nhau đi anh. Cút. Thế mai mày đánh đạn ai? Chả đánh ai cả, sờ mái như anh cứ anh cứ bỏ ngồi xuống nói chuyện bình thường tử tế. Bọn em rất tử tế với anh, bình thường anh. Bỏ tao này ra. Anh cứ ngồi xuống nói chuyện bình thường tử tế. À, mình thể cho mày chống đối em. Anh là gì? Anh mới là người chống đối anh ạ. Ai chống đối gì? Mày đang phạm pháp đấy. Này anh không để nó đâu nha. Anh ngồi xuống. Thì thả tay ra. Anh đang để anh. Thì thả tay ra. Thế thì sao? Sao thì gì? Mày cút đi. Này đừng có mở miệng mà nói đây. Thế tao bảo mày cút. Đừng có nói kiểu đấy ở đây. Ít nhất bây giờ chị ấy cũng vẫn đang là vợ của anh, vợ chính thức của anh đừng nói như thế với cả chị ấy. Thế thì sao? Chà sao tao bảo mày cút. Này, đừng có đuổi ai ở đây nhá. Đây không phải nhà ai mà đuổi nhá. Tao thuê phòng này. Ờ, được, thuê. Tao đứng ở cửa, tao vào phòng rồi. Thế biển ra khỏi phòng. Cút. Xem cái gì? Ra chỗ khác để cho tôi nói chuyện với cô ấy. Mày nói ai? Tôi nói anh đây. Ra chỗ khác. Đi ra. Mày nói ai? Ôi anh để ra, hai người nói chuyện. Mặc vào đi em. Mặc vào. Anh vào. Anh đi ra đi để em. Em với chị nói chuyện hai người phụ nữ thôi, không làm sao cả. Thì anh vào. Không làm sao cả. Đi ra. Chị cứ bình tĩnh, anh đi ra đi. Mày cái gì mày nói mày năng. Tao chả là gì, tao là vợ hợp pháp của mày chưa? Ừ anh ở đây. Thả ra, thả ra. Tôi cứ để cho hai người nói chuyện thì mới xong việc được, còn nếu mà anh cứ như thế thì không có làm gì được. Không sao, em với chị không có làm sao cả. Bây giờ cứ nói chuyện bình thường lịch sự với anh không có vấn đề gì hết. Em bên chị em được chưa? Chị ai? Chị em được chưa? Anh ngồi xuống. Anh ngồi xuống. Thôi. Thôi anh bỏ ra đi. Anh người yên cho chị nói chuyện. Đi ra ngoài để cho tôi nói chuyện với cô ấy. Không được, mặc quần áo ra ngoài tôi nói chuyện với cô. Em quần áo là em mặc được, chị cứ đi ra ngoài. Chị không có nói chuyện luôn ở đây được. Chị phải nói chuyện. Thế anh đi ra. Để tôi nói chuyện với cô ấy riêng được chưa? Chị, anh đi ra em. Mày gì mày nặng lời cả. Vợ của anh trên giấy tờ, còn cô này thì là gì của anh? Gì, chị hỏi làm gì? Anh cứ bảo chị cứ nói là chị là vợ của anh đi. Nhá. Anh đi ra tôi nói chuyện với cô ấy được chưa? Anh đi ra đây không sao, không vấn đề gì đâu. Đi ra đi. Hay là sợ ở đây tôi đánh cô ấy. Anh đi ra mày đi. Mày tuổi gì mà mày đàn ai? Anh đi đánh cho bẩn tay con này. Anh đi ra đi không sao đâu. Anh đi ra đi không sao đâu mà. Anh biết em rồi mà. Ra đi, không vấn đề gì đâu. Ra đâu nói chuyện. Thôi không thì nếu mà anh không muốn ra thì anh sợ chị đánh người ấy thì cứ nói luôn chứ vậy được. Thôi. Cứ ba mặt một lời là nói thì có người nọ người kia ấy luôn. Đúng rồi. Không chứ chị nói. Cô là quan hệ thế nào với chồng tôi? Chị nói đi. Tôi đang hỏi cô trả lời đi. Chị cứ hỏi một loạt đi. Tôi hỏi thì cô trả lời trước đi. Tôi không phải trả lời chị. Bởi vì tôi không biết chị là ai.
Đúng rồi, cô không biết tôi là ai nhưng cô đang ngủ với chồng tôi là cô đang phạm pháp được chưa? Ờ, thế bây giờ chị nói biết thế. Bây giờ chị nói biết thế. Ờ. Nói với cô. Tôi nói thật với cô. Nói chuyện với cô bật miệng. Nói nữa. Để tôi nói. Không, thế cũng được, không sao cả. Nếu mà chị cảm giác thế thì thôi mời chị ra ngoài. Mà chị đã không tôn trọng người ta như thế, tốt nhất chị không nói chuyện. Cô có tôn trọng ai đâu, cô đi tranh vợ cướp chồng người khác mà cô còn như thế à? Vấn đề đấy là tôi chưa cần biết là tôi tranh vợ cướp chồng của ai. Nha, tôi chưa cần biết, chị hiểu không? Và chị đừng có vội vàng chị kết tội tôi như thế nha. Mà cái thứ hai nữa ấy, là chị đừng bao giờ chị kết tội người khác là bẩn đi. Điện thoại đi, điện thoại tôi bảo hết kia điện thoại đấy. Anh cứ để yên cho quay, càng quay là càng tốt. Em đã bảo là anh biết em thế là rồi đấy. Không có vấn đề gì hết, anh hiểu chưa? Cứ làm đi, càng làm thì càng hay, anh hiểu chưa? Nhá. Đấy. Thế cứ ở đây ngủ mà hai với nhau đi về cũng không phải giải quyết gì nữa, không phải nói gì nữa. Thôi chúng nó ở đây chúng hai với nhau. Ơ quan trọng là hai bộ. Ờ được rồi, xong. Tạm biệt. Mang xe về là thôi. Lấy thoại luôn. Nó lấy vé thì nó phải mang về tận nhà.